Nhân dịp Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Nhật Bản, Pháp, Ai Cập, Áo và Hy Lạp đã gửi thư chúc mừng. Trong thư mừng, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chủ tịch nước Tô Lâm, bày tỏ tin tưởng việc Chủ tịch nước Tô Lâm, người bạn thân thiết đối với Nhật Bản, được trao trọng trách mới sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đồng thời mong muốn cùng chủ tịch nước Tô Lâm đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới trong thời gian tới. Thủ tướng Kishida Fumio tái khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản tại khu vực, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên trường quốc tế. Về phần mình, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron gửi tới Chủ tịch nước Tô Lâm lời chúc mừng nồng nhiệt và lời chúc thành công trên cương vị mới của mình, nhắc lại các định hướng ưu tiên trong quan hệ song phương được thống nhất tại điện đàm cấp cao với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2023. Khẳng định nước Pháp và cá nhân Tổng thống Macron luôn sẵn sàng hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Tổng thống Cộng hòa Ả Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen và Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Søren Gade cũng đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam Abdul Rahman Taib, Chủ tịch Quốc hội Pháp, Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Brian Pivet và Chủ tịch Hạ viện Romania Alfred Robert Simnitz đã gửi thư chúc mừng.